vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn vừa có quyết định cho công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 thuê hơn 10.000 m2 đất bãi biển khu vực Hòn Trồng Nha Trang. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp cùng lúc 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty F17 thuê tổng cộng hơn 10.000 m2 trong thời gian là 49 năm. Mục đích sử dụng là kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, được miễn tiền thuê đất trong 2 năm và đã nộp đủ tiền thuê đất trong thời hạn 47 năm còn lại. Các khu bãi biển Hòn Trồng mà F17 vừa được cấp 5 sổ đỏ để sử dụng riêng đều nằm trong phạm vi hơn 20.000 m2 ở phía đông đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, mà Ủy ban nhân dân Khánh Hòa đã có quyết định giao và cho doanh nghiệp này thuê để thực hiện dự án công viên bãi Dương từ tháng 1 năm 2015. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luận khi cấp giấy phép đầu tư cho dự án Phoenix Beach để triển khai trên 74 hectare công viên bãi biển Nha Trang của công ty trách nhiệm hạn Devon International Việt Nam. Và cho đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn lựa chọn phương án im lặng sau khi các tổ chức lên tiếng phản đối quy hoạch cho xây dựng dự án tháp 65 tầng này.